cũng xin được chào đón quý vị khán giả cùng đến với chương trình Giác quan thứ 6. Thưa quý vị, thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ 7 và trưa chủ nhật chúng ta có hẹn gặp nhau trong chương trình Giác quan thứ 6 để cùng vượt qua những thử thách trong chương trình, để các quý vị khán giả cùng với những người chơi của chúng tôi luyện phán đoán bằng nhận thức, bằng lý trí, hoặc cũng có thể là luyện linh tính bằng trực giác. Tất nhiên linh tính bằng trực giác thì không phải lúc nào cũng có thể luyện được, bởi vì nó phải chợt đến rồi chúng ta chợt cảm nhận được. Nhưng đôi khi trong cuộc sống, chính những khoảnh khắc chợt như vậy lại giúp chúng ta đưa ra những quyết định vô cùng đúng đắn. Hãy cùng xem ngày hôm nay hai người chơi của chúng ta có đưa ra quyết định đúng và vượt qua được 5 thử thách của chúng tôi hay không. Nhưng trước hết hãy cùng gặp gỡ với hai người bạn đồng hành với chương trình cùng với Thành Trung, đó chính là Quang Trung và Puka. Một lẽ thông thường, cứ mỗi lần mà hai người bạn của tôi bước ra thì tôi cứ phải nhìn bên tay phải trước để xem Puka hôm nay như thế nào. Bởi vì đôi khi nhìn Puka mặc trang phục như thế nào là tôi đã có linh tính là hôm đấy Puka sẽ đoán được nhiều hay được ít các vòng rồi. Hôm nay linh tính là như thế nào? Giác quan thứ 6 quanh hoạt động đi. Những chương trình trước thì thường mặc váy giống như kiểu là ở công viên Disneyland tới. Rồi có những hôm thì như ở Hàn Quốc về, còn hôm nay thì như là thủy cung đến. Em mặn mộc đúng không? Dạ em mặn mộc. Em mặn mộc lại đến từ biển, là nước, là thủy, thủy sinh mộc. Anh đoán hôm nay sẽ là chương trình của em. Hy vọng là vậy. Có một sự tương sinh nhẹ. Trong khi đó thì Quang Trung hôm nay anh em mình, dạ, nhìn vô gu anh ha. Trắng đen, đen trắng. Trung hình như là mạng hỏa đúng không em? Dạ. Anh có một linh tính là hôm nay Puka nói gì em cứ ủng hộ hết đi nhá. Dạ biết sao, em cũng không sợ cái này. Tại vì chị Puka là một cái mộc rất là lớn để cho em bám vô rồi. Trung ý em đốt chị hả? Đúng. Em đốt chị. Thì chị sẽ lấy nước gì tưới là em. Tôi nói vô tình thôi mà lại đúng. Bởi vì hôm nay em phải nương theo Puka. Bởi vì thủy thì sinh mộc, mà mộc thì lại sinh hỏa. Đó, chính vì thế hôm nay thôi thì có việc gì em nhường Puka vài lời cho anh. Rồi mời hai em về vị trí. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với hai người chơi ngày hôm nay. Họ là một cặp vợ chồng. Hãy cùng xem họ là ai. Xin mời. Bây giờ là lúc mà anh sẽ dành thời gian để hai em có thể giới thiệu với các quý vị khán giả. Và anh nghĩ là các em nên đứng cạnh nhau. Đúng, em cũng nghĩ như thế. Xin chào tất cả mọi người, mình là Huy Cung và bên cạnh là vợ mình. Rất vui khi ngày hôm nay được có mặt ở chương trình Giác quan thứ 6. Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Linh My, mình là vợ của Huy Cung. Hiện nay Linh My em đang làm công việc gì? Em làm về spa. Chồng làm ca sĩ, vợ làm spa, thu nhập chắc là cũng khá. Ôi, nghèo lắm anh rồi. Đấy là linh cảm của anh thôi. Thế thì hôm nay các em đến với chương trình thì ngoài vui ra thì các em nghĩ rằng là mình sẽ ra về với số tiền thưởng là bao nhiêu? Nói chung là sau khi em mới làm hai cái MV xong thì nhà em cũng khá là nghèo. Thì em cũng đến đây vui là chính, tiền là chủ yếu thôi anh ạ. Để nó cái gì đó nó lấp lại cái chỗ mà đã bị mất đi anh. Nói nôm na hôm nay là đi chơi nhưng mà kết hợp đi cày. Đúng rồi. Đấy. Đi cùng với vợ yên tâm, chương trình mình giải thưởng lên tới 1 triệu lần mà. Wow. Sao là 1 triệu? 1 triệu ạ? Còn nhân đô thành 2 triệu nữa, đúng không mọi người? Có vẻ như cái mong muốn đi cày tự nhiên tan biến theo mây khói với cái việc là giải thưởng lớn nhất là 1 triệu. Nhưng anh yên tâm, nếu như các em xuất sắc, các em sẽ có nhiều hơn 50 triệu. Nào bây giờ hãy mời hai vợ chồng về vị trí. Chương trình Giác quan thứ 6 sẽ mang tới 5 vòng thử thách dành cho hai người chơi. Và nhiệm vụ của các bạn đó chính là lựa chọn những công việc mà chương trình đưa ra tương ứng với những vị khách mời mà chúng tôi mời tới chương trình. Sẽ có 5 gói tiền thưởng tương ứng với các số tiền 1 triệu, 5 triệu, 10 triệu, 15 triệu và 25 triệu. Các bạn sẽ có 3 quyền trợ giúp nhưng chỉ được dùng đến vòng 3 mà thôi. Đó chính là trợ giúp loại đi những khách mời không phù hợp với công việc. Các bạn có quyền hỏi nhanh đáp nhanh trong vòng 1 phút với một người mà các bạn muốn biết thêm thông tin. Các bạn có quyền đặt ngôi sao may mắn để nhân đôi số tiền thưởng nếu như đã chắc chắn với quyết định của mình ở vòng đó. Và bây giờ hãy cùng đến với 5 gói tiền thưởng. Số nào là bao nhiêu chúng ta chưa biết, chúng ta sẽ lựa chọn sau. Còn bây giờ sẽ là lúc mà chúng ta gặp gỡ với những người vô cùng quan trọng trong chương trình. Họ là những người mang tới thử thách cho các bạn. Đó chính là 6 vị khách mời đặc biệt.
Xin mời. Chỉ cần biết cái sở thích màu sắc, biết ngay tính cách của con người. Những người mà thích những gam màu nóng, đặc biệt là sặc sỡ, có nhiều đỏ, đấy là những người thích hoạt động, ưa sự năng động, không thể ngồi yên một chỗ và cực kỳ cảm xúc. Và những người có cảm xúc thì thường hợp với công việc nghệ thuật, nhưng thường khó đưa ra những quyết định đúng đắn khi đối mặt. Và đó chính là những đặc tính của hai thành viên trong ban bình luận. Họ nhìn thấy màu đỏ là họ điên lên, họ không chịu được. Thôi được rồi, tôi nhường luôn cho bên đấy. Nhìn 6 khách mời với những bộ trang phục thế này, các bạn sẽ đoán có những công việc gì ở đây. Đây, ở phía giữa chị thấy không? Có hai nghề rồi nha. Có nghề cô dâu với nghề chú rể rồi đó. Xung quanh nè là khách khứa họ hàng. Có chị kia là mới tập thể thao xong, chưa kịp hết dẫn vô ăn cưới luôn. Ăn cưới luôn. Đó, hai anh kế bên là giống như là dàn nhân quả. Đó, chị để giữa là MC. Chị em hiểu nhau quá. Đó là những ý kiến đánh giá từ phía ban bình luận. Thế còn các bạn thì sao, thử đoán xem. Ví dụ như là chị số 2 ở dưới rất xinh xắn với nụ cười tươi kia thì sẽ làm nghề gì? Vợ nghĩ làm nghề gì, em nhìn thấy đẹp như thế có thể là bằng người mẫu. Người mẫu. Thế còn Linh Mi? Em thì em đoán chắc là cô giáo. Nếu như mà nhìn bạn số 5 thì các bạn nghĩ là bạn ấy sẽ hợp với nghề gì? Em nhìn thấy là nghề chạy thể dục. Vận động viên. Dancer. Múa lân ấy, nhìn thấy kiểu không khí Tết kiểu gì anh ạ. Nếu mà số 5 là múa lân với không khí Tết thì số 6 thì hợp với công việc gì? Số 6 này nhìn thì trông giống võ sư. Võ sư. Vâng. Bưng quả. Bưng quả. Nghe cũng có vẻ hợp lý. Thế còn các anh số 1 kia thì sao? Anh số 1 trông nghiêm túc sợ quá. Mặc quá quá. Anh buồn. Thế còn bạn số 3? Số 3 thì nhìn cô trông dâu. Có vẻ cô dâu. Cô dâu là một cái nghề luôn hả anh? Cô đi lộn vô thôi, cô đứng ra xíu cô đi. Cô hỏi vậy, bây giờ em làm gì? Em làm cô dâu. Có được tiền lương không? Có không? Chồng đưa mỗi tháng đều đặn đúng mọi người. Thôi thì không để quý vị chờ đợi lâu thêm nữa, chúng ta hãy cùng xem 6 nghề nghiệp tương ứng với 6 khách mời hôm nay là gì. Xin mời. Chúng ta có múa rồng, nghệ sĩ đàn tranh, cứu hộ, giảng viên pha chế, làm hoa đất sét và trượt patin. Trước mắt các bạn sẽ là phần giới thiệu của mỗi một khách mời. Bây giờ sẽ là phần giới thiệu của người chơi số 1. Xin chào tất cả mọi người. Tôi là Hữu Lưng, tôi là người trầm tính, tôi không thích nói nhiều và chỉ hành động. Xin mọi người hãy đón xem tôi là ai nhé. Yeah. Không thích nói nhiều. Đúng là những người không thích nói nhiều, rất kiệm lời, nên khi mà nói quá 3 câu nó có sự lập bập nhất định. Bây giờ sẽ là số 2. Xin chào tất cả mọi người, mình là Thúy Hòa, mình là cô nàng hay cười, luôn mang đến niềm vui và sự bất ngờ cho mọi người. Câu châm ngôn sống mà mình thích nhất đó là đừng bao giờ nghĩ mình không làm được mà hãy làm những gì mình nghĩ. Các bạn hãy đón mình là ai nhé. Dễ thương quá. Nghe là đã thấy giống cô giáo rồi đấy. Và số 3. Xin chào mọi người, mình tên là Lương Tiết Kim. Sở thích của mình là xem phim, du lịch và nghe nhạc, nhất là những bài nhạc êm dịu. Rất vui khi được làm quen với mọi người và hãy cùng đoán xem mình là ai nhé. Số 4. Xin chào mọi người, mình tên là Vĩnh Lộc. Mình là người thẳng thắn và kiên định, là một người thích sống với đam mê. Một khi mình đã thích việc gì đó thì mình sẽ làm cho đến cùng. Mọi người hãy đoán xem mình là ai nhé. Xin được mời số 5. Xin chào mọi người, mình là Hồ Thị. Mình là một người độc lập và cá tính. Sở thích của mình là đi với những cuộc vui nè, với âm nhạc và những nhảy nhót cùng bạn bè của mình. Ghét sự yếu đuối. Mọi người hãy đón xem mình là ai nhé. Wow. Thực sự mà nói là nhìn bạn ấy rất năng động, rất trẻ trung và nụ cười cũng rất tươi. Bây giờ sẽ là số 6. Chào tất cả các bạn ở trường quay. Mình tên là Đặng Nhân Phúc. Sở thích của mình là thể thao. Và thể thao đem đến sức khỏe cho mình. Và có sức khỏe thì mình sẽ có tất cả những gì mà mình mơ ước. Và cá tính của mình thì là vui vẻ, hòa đồng và hoạt bát. Rất vui được đặt chân đến chương trình. Và mong tất cả các mọi người hãy đón mình là ai nhé. Chúng ta vừa đi qua 6 phần giới thiệu của 6 khách mời. Họ là ai? Họ làm nghề gì? Quý vị và hai người chơi sẽ được biết sau ít phút nữa. Mời quý vị đừng rời khỏi màn hình, chúng tôi sẽ quay lại ngay.
quay trở lại với chương trình Giác quan thứ 6. Đây là vòng chơi thứ nhất được mang tên Ấn tượng đầu tiên. Và trước khi đến với vòng này thì các bạn sẽ phải lựa chọn gói tiền thưởng mà mình sẽ nhận được. 1, 2, 3, 4, 5. Các bạn muốn chọn số mấy? 1, 2, 3, 5. Em có đánh rơi nhịp nào không? Chọn số 4 đi. Số 4. Số 4 là bao nhiêu tiền chúng ta sẽ biết khi vòng 1 khép lại. Bây giờ sẽ là công việc mà các bạn lựa chọn. Nghệ sĩ đàn tranh. Các bạn thấy các khách mời ai phù hợp với công việc này? Chị số 2 với chị số 3. 2 với số 3. Nhìn thấy chị số 3 quen lắm. Hình như là có vô tình lướt đến cái đàn tranh của chị ấy đánh rồi. Nhìn cái đôi tay của chị ấy rất là đẹp. Rất là tranh. Rất là tranh, rất là nên thơ, rất là picture. Có thể là một nghệ sĩ đàn tranh nữa. Linh My thì sao? Thôi số 3 đi, lần này em nghe chồng em. Chốt chưa? Số 3 chốt ạ. Các bạn hãy bấm vào chuông khi chốt. Sai đừng trách nhé. Quyết định thì của hai vợ chồng. Nếu đúng thì đó là của vợ, còn nếu sai đương nhiên đó là của chồng. Hãy cùng xem kết quả. Chính xác. Bây giờ là lúc mà tôi có hai thứ để chờ đợi. Một ấy là số tiền kia là bao nhiêu. Hai ấy là Linh My, em xử lý như thế nào về vấn đề này? Khi mà chồng em chắc như đi đóng cột để rồi đưa hai vợ chồng, rất có thể là mất một số tiền rất lớn. Không sao vợ. Lúc mà mình thăng mình có nhau, mình trầm mình cũng có nhau vợ nhá. Trời ơi, được quá rồi. Hãy cùng xem số tiền. 25 triệu. Em cũng còn hơn đó Huy. Cái này là lớn gì thôi. Vâng, như vậy là bạn Huy Cung rất may mắn, không phải là số 25 triệu. Nào, hãy cùng xem ai mới là nghệ sĩ đàn tranh. Xin mời. Em nghe chỉ số 5 quá hả? Có khi nào là anh số 1 không? Wow. Chính xác, đó là số 5. Xin mời bạn bước lên phía trên ạ. Bạn chia sẻ một chút nhá. Dạ. Thứ nhất là bạn đã theo học đàn tranh lâu chưa? Phong cách thời trang của bạn là gì? Bạn có đúng là một người thích mạnh mẽ hay không? Dù là người chơi nhạc cụ. Dạ, em học đàn tranh từ năm em 12 tuổi ạ. Nhưng mà em không có mặc đầm nhiều. Em chỉ mặc đồ như vậy thôi. Thấy chưa? Cá tính. Yeah. Thấy chưa? Và em đã đi biểu diễn đàn tranh được bao nhiêu năm rồi? Dạ, nếu mà nói về biểu diễn chuyên nghiệp luôn á, là sau khi em 18 tuổi là em đi diễn. Và đến bây giờ là được bao nhiêu năm? À, bây giờ là 5 năm. 5 năm. Em không có đánh nhạc thuần túy nhiều mà em chỉ đánh kiểu mà kết hợp với EDM hoặc là kết hợp với những cái gì nó mới mẻ hơn. Tôi nghĩ rằng cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn và đầy cá tính này sẽ mang tới một phần trình diễn để giải thích vì sao bạn ấy chơi nhạc cụ dân tộc nhưng lại có một cái phong cách thời trang như thế này. Xin mời. Chúng ta cùng đến với vòng 2 của chương trình được mang tên Cảm quan. Với những gì đã xảy ra ở vòng 1, tôi nghĩ rằng là hai bạn sẽ phải cẩn trọng hơn trong sự lựa chọn của mình. Và bây giờ sẽ là gói tiền thưởng. Em chọn số 2. Số 2. Mà ra 1 triệu cái là bà vợ quê hoài luôn á. Quê mà lục đục với chồng. Và trong số những nghề còn lại thì bạn sẽ chọn nghề gì? Để cho vợ em quyết định. Cứu hộ đi. Cứu hộ. Trước khi lựa chọn ai là người phù hợp với công việc này, tôi xin nhắc các bạn là các bạn vẫn có 3 quyền trợ giúp. Bỏ đi những người không phù hợp với công việc. Hỏi nhanh đáp nhanh 1 phút và đặt ngôi sao may mắn. Ba bình luận bây giờ ra ý kiến vậy đi. Cái dòng trước hồi nãy chớp nhoáng lắm mà bị sai á là do sao không? Không hỏi ý kiến chị em mình. Đó, cho nên bây giờ vậy đi. Mình sẽ sử dụng cái quyền loại trừ, loại đi một nửa số người không phù hợp với cái nghề cứu hộ. Sau đó dựa trên những người còn lại, mình hãy bình luận. Bây giờ đừng có loại trừ. Tại vì bây giờ cái nghề này em thấy quá dễ đoán. Không dễ đâu. Rất là dễ luôn á. Tại vì sao? Tại vì hồi nãy mọi người có nghe lúc mà mấy người kia chia sẻ không? Chỉ có một người duy nhất thôi
họ chia sẻ cái quan điểm sống của họ là gì? Tôi là hữu lưng, tôi là người trầm tính, tôi không thích nói nhiều và chỉ hành động. Chỉ thích hành động, không thích nói nhiều. Nghề cứu hộ là phải hành động. Nhưng mà mình không thể nhìn vào mắt hình dong được chị ạ. Giống như cái bạn số 5 ấy, không thích yếu đuối nhưng mà đánh đàn tranh. Thôi, hai vợ chồng tự chọn đi. Chúc hai vợ chồng hạnh phúc ạ. Các bạn muốn dùng sự trợ giúp nào không ạ? Loại trừ hai anh đi cho xong anh. Trợ giúp, loại trừ, bắt đầu. Như vậy là hai người loại trừ, đó chính là số 2 và số 4. Chúng ta còn lại 1, 3 và 6. Còn anh số 6 với anh số 1 thôi. Anh số 1 nhìn có vẻ giống là một anh cứu hộ hơn. Nhưng mà con gái mà cứu hộ thì cứu hộ cái gì anh? Có chứ, em phải nhớ là có những người đàn ông không biết bơi. Đàn ông mà lao xuống cứu là họ càng vùng vẫy, cả hai người rất dễ cùng chết đuối. Nhưng nếu như một người phụ nữ mà lao tới thì tự nhiên người đàn ông ở dưới nước họ bình tĩnh hẳn đi. Và bây giờ các bạn sẽ lựa chọn số 1. Ngôi nhà này anh đâu có tiếng nói. Đừng chọn số 1 nha, đúng đó. Không nghe lời chị chọn số 1 á thì chọn sai rém mà chịu nha. Thôi, hai đứa mình như hai đứa áp đặt ra. Và mời Linh My, em hãy quyết định thật nhanh nào. Số 1. Chốt. Như vậy là các bạn đã lựa chọn số 1 là phù hợp với công việc cứu hộ. Kết quả không chính xác. Một lần nữa không chính xác, một lần nữa lỗi lầm thuộc về người chồng. Và bây giờ hãy cùng xem gói tiền số 2 bao nhiêu. 1 triệu. Em ơi, 25 triệu mới xuống nữa nha em. 1 triệu. Đó em. Ôi ơi, trời ơi. Ê, thấy cái miệng em Linh không? Ôi giời ơi, Linh My, anh nói với em là một người có trực giác rất tốt. Em là người chọn số 2 về gói tiền thưởng, ra 25 triệu là số tiền rất lớn. Đáng lẽ ra em nghe theo mình thì có phải mọi thứ đã khác không? Em cái gì cũng hay, dở mỗi cái là dại dai thôi. Và bây giờ hãy cùng xem nhá, ai mới thực sự với công việc cứu hộ. Đó chính là khách mời ở vị trí số 6. Và chúng ta xin được mời vị khách số 6 tiến lên phía trước. Nghe giọng nói của anh từ lúc giới thiệu, nếu được lựa chọn tôi cũng sẽ lựa chọn anh là người làm nghề cứu hộ. Tôi nhìn thấy anh ở một cái sự điềm tĩnh. Một người khi mà cứu giúp những người khác thì những cái người khác đang ở trong trạng thái hoảng loạn, thì bản thân chúng ta là những người cứu phải cực kỳ điềm tĩnh. Bởi vì khi điềm tĩnh thì chúng ta mới có thể giải quyết được những tình huống xung quanh. Và nhìn cái cách ánh mắt của anh, nhìn cái cách anh nói rất là vừa đủ, không nhanh không chậm, thì tôi đã đoán được một phần cái công việc của anh rồi. Chỉ có điều là một số người không nhìn ra. Tôi muốn anh hãy giới thiệu về mình thêm một lần nữa, về công việc của mình. Anh làm công việc này bao lâu rồi? Và kỷ niệm nào đáng nhớ trong công việc của anh? Có lẽ là chương trình này tôi nói thì tất cả các bạn phải buồn, bởi vì chương trình đúng ra phải có những nụ cười. Nhưng mà đối với tôi là công việc cứu hộ tình nguyện thì ngày nào tôi cũng phải có một kỷ niệm buồn. Phải có một người ra đi, phải có một người phải là thương tật vĩnh viễn. Bởi vì là tai nạn, đuối nước, hỏa hoạn. Và phụ nữ khi không có tiền để mà sanh đẻ, hoặc là người đó rơi vào tình trạng là bị bệnh mà không có tiền điều trị. Tất cả thì do chính tôi vận động từ tất cả bạn bè trong và ngoài nước, và tính thân bản thân tôi và tất cả đồng đội hơn 60 người sẽ trợ giúp cho tất cả những hoàn cảnh đó. Và riêng tôi thì có một kỷ niệm là em tôi không may đã phải ra đi từ khi tôi còn bé. Cho nên kỷ niệm đó đó là động lực để cho tôi cứu giúp mọi người khi mọi người cần tới. Và tôi biết là anh đang rất là xúc động, bởi vì trong cuộc sống mang điều tốt đến cho ai đó, nếu mà khi chúng ta gặp thì nó rất là bình thường. Nhưng chúng ta coi đó là một công việc hàng ngày thì thực sự
đó là một cái gì đó rất là cao cả. Bởi vì ai cũng muốn sống cho mình, ai cũng muốn mình được tốt, ai cũng muốn mình được hưởng những thứ mình làm ra. Nhưng không phải ai cũng cứ ngày nào cũng sẽ dành tâm trí của mình, sức lực của mình để đi cứu giúp những người khác. Và có lẽ rằng những cái kỷ niệm đó của anh đã giúp anh trở thành một người như thế này. Và tôi tin là em anh dù có đang ở đâu cũng sẽ tự hào về anh. Có thể em anh không phải là một người may mắn để có thể còn trên cõi đời này, nhưng em anh đã tạo ra một con người cứu giúp được rất nhiều những người khác, đúng không ạ? Và anh hiện nay đang sinh sống ở đâu và anh có nhớ là anh đã cứu giúp được bao nhiêu người không? À vâng, à, tính tới thì tới đến nay từ khi thành lập là 30 tháng 4 năm 2014 cho đến nay thì đã đưa cấp cứu trên 8.000 trường hợp. Thì từ vụ việc mà các bạn đã coi trên YouTube, trên Facebook về việc mà một em gái ở Bến Tre chạy trên chiếc xe mà taxi vừa quẹo mà chạy tông và đập đầu vô cái cống nước không ai cứu, trong khi đó rất nhiều người đã đến đó. Nhưng tôi xem cái cảnh đó mà tôi phải khóc, bởi vì tôi nghĩ là nếu mà như tôi ở bên gần đó thôi thì có thể là tôi có thể là đem lại sự sống cho em đó. Và tôi quyết định là cuối tháng 12, tức là đầu tháng 1 năm 2020, tôi sẽ xuất hiện tại thành phố Hồ Chí Minh. Và hiện giờ tôi đã sẵn sàng hai chiếc cấp cứu, đó là mang tên đội cứu nạn giao thông thành phố Hồ Chí Minh sẽ ra đời để giúp đỡ bà con trong những lúc bà con bị nạn. Vâng. Như vậy là anh sẽ chính thức ra mắt đội cứu nạn giao thông. Và đội cứu nạn giao thông của anh hiện nay có bao nhiêu người đến lúc này chị ạ? Vâng, hiện giờ thì tại tỉnh Tây Ninh thì mình có trên 60 thành viên rải rác trên tất cả địa bàn tỉnh Tây Ninh và các huyện. Vậy thì các anh sẽ lấy kinh phí hoạt động như thế nào? Vâng. Nói về kinh phí hoạt động thì những trường hợp mình muốn cần giúp đỡ, ví dụ như là hai ngày trước có một phụ nữ là chồng bị không may là bị ung thư mất, thì bị người vợ bị cha mẹ chồng ruồng bỏ, rồi cuối cùng phải bỏ đi lang thang và rơi vào tình trạng là bị không ổn định về mặt thần kinh. Đó, trong tình trạng đó là không còn tinh thần nữa, và đến khi mà không biết làm sao mà đi tới Tây Ninh và có dấu hiệu xanh. Cuối cùng thì anh em đội thông báo là mình lập tức là cho anh em đội phải chuyển vào bệnh viện. Thì chuyển vào bệnh viện trong vòng 3 phút thì là phụ nữ đó đã xanh và mới vừa ra đời một bé trai kháu khỉnh. Thì toàn bộ số tiền đó thì mình đã vận động từ cái quỹ có sẵn, quỹ có sẵn đó để mà rút kinh phí ra để đóng tiền viện phí, tiền sữa, tiền tất cả. Nói chung là giúp đỡ trong lúc nguy kịch nhất. Và bây giờ sẽ là lúc mà tôi tin là nhiều khán giả đang xem muốn biết là nếu như gặp những hoàn cảnh như vậy thì làm thế nào để tìm tới các anh. Các anh có số điện thoại liên lạc hay là có một cái nơi nào đó để mọi người tìm tới không ạ? Vâng, thì chắc có lẽ là trong số ở đây thì có ai cũng vẫn biết. Cứ lên YouTube thì ra là Hiệp sĩ Đặng Văn Phúc hoặc là Đội Cứu Nạn Giao Thông Tây Ninh Đặng Văn Phúc thì tất cả là sẽ ra. Vâng, và một tràng pháo tay ạ. Dạ, thiệt ra thì em nghe câu chuyện cũng rất xúc động. Tại vì chị em tụi em thì bình thường là đi làm mỗi ngày, không có quá nhiều thời gian để mà tiếp xúc đến những cái hoàn cảnh mà mình cần giúp đỡ. Cho nên em nghĩ là có những cái đội hiệp sĩ như là của anh và những cộng sự của anh thì đó là một cái điều rất là tuyệt vời trên thế giới này, có thể làm được cho nhau bởi những con người sống gần gũi và chan hòa tình cảm như vậy. Thiệt ra thì em cũng có chút xíu quà, em nghĩ nó không là gì hết, nhưng mà em hy vọng nó sẽ giúp đích được cho anh cũng như là cái quỹ của mình có thể hỗ trợ cho những cái hoàn cảnh nào cần giúp. Chắc em xin phép em xin đóng góp một chút xíu phần quà của em là chắc em sẽ gửi cho vào quỹ của mình 10 triệu nha anh. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn anh nhiều. Vâng, thì mình xin thay mặt cho những người mà hoạn nạn được cứu giúp thì cảm ơn rất nhiều. Dạ, cảm ơn các anh đã giúp tụi em làm những cái việc này. Dạ, cảm ơn các anh nhiều lắm. Xin cảm ơn anh một lần nữa. Chúc anh thật nhiều sức khỏe ạ. Hẹn gặp lại anh một ngày gần nhất. Quý vị khán giả đang quay trở lại với chương trình Giác quan thứ 6. Đây là vòng thi tiếp theo, vòng thi được mang tên Trực giác. Vòng thi này thì cũng giống như hai vòng thi trước, các bạn sẽ lựa chọn gói tiền thưởng trước khi lựa chọn công việc để đến với những vị khách mời còn lại. Các bạn sẽ chọn gói số mấy? Còn nhịp nào rơi thì anh chọn đi. Tin anh,
Thì còn nhịp nào rơi thì anh chọn đi. Anh sẽ quyết mang về số tiền cho mình. Chọn gói số 5. Xin mời. Và nghề nghiệp tiếp theo các bạn lựa chọn sẽ là giảng viên pha chế. Giảng viên pha chế. 1, 2, 3, 4. Chắc chắn là chị số 2 múa rồng rồi. Giảng viên pha chế. Giảng viên pha chế thì nhìn rất là giống anh số 4 ha. Số 4 thì em nhìn thấy giống kiểu làm ở trong một cái quán bar nào đó. Bartender. Em nghĩ là em cần sự trợ giúp mà hỏi gì á. Hỏi nhanh đáp nhanh. Lưu ý các bạn không được hỏi những câu hỏi trực diện là chị có phải làm nghề này không, anh có làm nghề này không. Các bạn có thể đưa ra câu hỏi nhưng người được nhận câu hỏi có quyền không trả lời nếu thấy nó không phù hợp. Là được hỏi ai cũng được đúng không? Tuy không như hỏi một người thôi. Chọn một người là chọn được. Dí người đó hỏi hoài luôn. Em hỏi anh số 4 đi. Anh số 4. Rồi, 1 phút bắt đầu. Anh biết biểu diễn bartender không? Dạ không à. Anh biết uống rượu không? Anh có biết uống rượu không? Dạ biết à. Biết cách pha. Anh biết cách pha rượu, biết mix rượu các thứ không? Cocktail các thứ không? Dạ không à. Anh biết rượu whisky bắt nguồn từ đâu không? Dạ không à. Trời ơi, giấu ghê. Chanh có thể làm được rượu không anh? Chắc có được à. Chắc. Thế thì anh không phải giảng viên pha chế rồi. Anh có biết làm mà. Đá bào không? Đá bào, sữa chua đá bào không? Trả lời đi anh ơi. Dạ không à. Có người ta có 1 phút à? Còn 10 giây. Ôi. Anh biết pha cà phê không? Em xin không trả lời ạ. Không trả lời. Hết câu hỏi giờ. Cuối cùng. Không trả lời. Rất có nguy cơ. Pha cà phê lại không trả lời. Rất có nguy cơ là anh không phải là người pha chế rượu nhưng mà anh là giảng viên pha chế những loại cà phê, những loại thức uống. Đúng rồi. Là... Tại vì ban đầu pha mình chế là... mình còn có trà sữa, các loại trà, soda. Đâu hẳn là rượu. Cà phê. Nhưng mà thường thường giảng viên pha chế thì người ta sẽ thường đúng là rồi. Biểu diễn bartender là những người mà dạy ở trong quán bar chứ không có ai làm giảng viên pha chế trà vậy sữa. Chứ bây giờ quán cà phê người ta đào tạo những người barista từ đâu nếu không có những người này? Không lẽ muốn pha gì pha đúng có không? Lý các bạn uống soda ý này kia nọ sao? Tùy cái là mình chọn mình học đúng pha rồi. Chế cái gì thôi. Và bây giờ sẽ là quyết định của các bạn. Các bạn muốn vị khách số mấy sẽ phù hợp với công việc này? Thôi, à, em xin chọn số 4. Số 4, chốt chưa? Chốt thì bấm chuông. Đó. Và bây giờ sẽ là kết quả. Nào, hãy cùng xem trụ cột chọn số 5 được bao nhiêu tiền. Quan trọng là bao nhiêu tiền. 10 triệu. Một triệu. Và thưa quý vị, chúng ta đã có 1 triệu tiền thưởng đầu tiên vào quỹ tiền thưởng của hai vợ chồng Huy Cung và Linh Mì. Chúng tôi xin được mời vị khách số 4 tiến lên phía trước. Chào bạn. Có lẽ rằng bây giờ thì bạn có thể giới thiệu sâu hơn về mình, không những là tên một lần nữa mà bạn làm công việc này bao lâu rồi, bạn dạy pha chế thì là những cái món thức uống nào để mọi người có thể được biết. Xin mời bạn ạ. Dạ, em xin chào hai vị khách mời, xin chào ban bình luận. Dạ. Dạ, em là tên họ tên là Nguyễn Hoàng Vĩnh Lộc. Em đã làm công việc giảng dạy pha chế được 3 năm rồi. Dạ, và công việc chính của em là giảng dạy chuyên ngành về barista, là chuyên pha chế về cà phê. Đó, dạ. Rõ ràng. Chuyên về cà phê. Dạ. Và để pha cà phê thì có bao nhiêu cách pha cà phê và có bao nhiêu loại cà phê để có thể pha được? Nó có khoảng hơn 20 cách. Và trên thế giới thì có bao nhiêu loại cà phê ngon và được mọi người biết tới? Dạ, thì thường thì có khoảng 40 đến 50 loại. Bạn có biết pha cà phê trứng không? Dạ biết ạ. Cà phê trứng bạn có biết đó là cái món thức uống đến từ đâu không ạ? Dạ, đến từ Hà Nội. Chính xác, đó chính là nơi tôi sinh sống. Và chúc bạn sẽ đào tạo ra thêm nhiều những bạn có cái cùng đam mê với bạn, cũng như là mang tới những thức uống bổ dưỡng thú vị và đặc trưng của người Việt thì càng tốt. Cảm ơn bạn rất nhiều. Dạ.
đang quay trở lại với chương trình Giác quan thứ 6. Và đây là vòng thi thứ 4 được mang tên Lập luận. Thật may, đến vòng này thì hai người chơi của chúng ta đã có tiền thưởng. Dù tiền thưởng chỉ là 1 triệu nhưng là động lực rất lớn dành cho họ. Bây giờ còn hai gói tiền thưởng số 1 và số 3. Các bạn sẽ chọn số mấy? Mời anh Trung tư vấn. Thôi hai mình thảo luận đi, bây giờ hai cơ số nha. 1, 2, 3. 3. Rồi bây giờ chọn luôn nghề nè em ơi, chọn nghề rồi, nào. Rồi em chọn luôn nha, múa rồng. Múa rồng. Rồng chị, con chọn múa rồng. Múa rồng. Múa rồng anh ơi, anh Trung múa rồng. 3, múa rồng. Chúng ta còn lại 3 khách mời số 1, số 2 và số 3. Nào, bây giờ sẽ là quyết định của hai bạn Linh My và Huy Cung, các bạn sẽ lựa chọn. Người đàn ông của gia đình kìa. Số 1 là cũng hay đó. Là đúng luôn chứ hay. Ủa cái gì nữa. Không lẽ hai chị nữ kia đi múa rồng, cầm cây chạy sao mà chạy nổi? Sao mà chạy nổi? Ca chạy cái gì? Trông bộ dáng múa rồng cực kỳ luôn. Không lẽ bây giờ á, không lẽ người phụ nữ cầm cây chạy? Đúng rồi, cầm chạy. Chạy việc qua chạy nổi. Thấy không? Nước da của anh số 1 kìa. Sao mà chạy được? Nè nhìn chị số 32 đi. Đây, chạy câu gót nó làm sao chị chạy? Đây, chị số 3 chắc gì không có gì câu gót đúng không? Chị số 3 nè. Em mạn phép vén chân chị lên nha. Em mạn phép. Có gì câu gót. Chị số 3 nè, tôi xin phép em xin lỗi chị nha. Chị số 3 là chị không mua lòng đâu, chị mua lân nè. Tụng chen, tụng chen, tụng chen, tụng chen. Em trụ cột gia đình. Số 1. Cứ thích làm trụ cột gia đình mà làm nổi không? Số 1. Bây giờ sẽ là kết quả. Trời. Chính xác. Vấn đề bây giờ sẽ là tiền thưởng là bao nhiêu? 10 triệu. Nửa triệu. Xin mời. Tiền thưởng của các bạn bây giờ sẽ là 6 triệu đồng. Số đẹp. Thôi để con số làm ăn. Số có lộc đấy. Nhưng mà không biết là sau hôm nay về thì như thế nào. Bởi vì đúng là chương trình ấy, ít nhất người nào mà chơi bình thường cũng phải được 50 triệu. Đúng không em? Dạ. Anh Dương Lâm đã phối hợp rất ăn ý cùng với chị Buka và em Quang Trung, thắng từ đầu chí cuối, 66 triệu đem về. Đúng không mọi người? 66 triệu. Bây giờ gia đình mình được 6 triệu là hay rồi. Chúng tôi xin được mời vị khách số 1 đi lên phía trước ạ. Nhìn anh tôi đã thấy rất là phù hợp với cái công việc lân sư rồng rồi. Bởi vì đây là một công việc đòi hỏi sự nhanh nhẹn, đòi hỏi cái việc tập luyện hàng ngày và cũng rất là vất vả. Đôi khi là nắng chang chang ngoài đường vẫn phải diễn khai trương động thổ, đúng không ạ? Vì thế nhìn làn da của anh là tôi có thể đoán ra. Và anh đã làm công việc này lâu chưa? Đi tham gia này cũng 12 năm. Múa rồng và múa lân khác nhau ở chỗ nào? Nói chung là múa lân thì động tác nó rất là khó hơn múa rồng. Tại vì mình luyện chuyển theo con lân, mình phải theo hồn con lân, mình mới được múa theo cái điều đó. Thế còn múa rồng và múa lân thì số lượng người thế nào ạ? Múa rồng thì số lượng nó 9 người, 7 người. Tại sao lại lấy số 7 và số 9? Nói chung là không biết là 7 người, 9 người thì dễ xếp hình này kia. Và nó dễ múa hơn, còn 5 người thì nó cứ là khó. Nếu mà tôi muốn 11 người có được không? Đông không được. 11 người cũng không được? 11 không được. À, có nghĩa là 7 hoặc 9 thôi để cho nó dễ xếp. Và chắc là anh đã sẵn sàng để mang tới một phần trình diễn múa rồng ở đây chứ ạ? Dạ sẵn sàng. Dạ vâng, xin mời anh.
cảm ơn. Quý vị khán giả đang quay trở lại với chương trình Giác quan thứ 6. Trước mắt chúng ta sẽ là vòng thi cuối cùng được mang tên Quyết định. Vòng thi này, người chơi sẽ chọn một công việc để tương ứng với một vị khách. Chúng ta còn một gói tiền duy nhất, đó là gói số 1. Và lúc này ai cũng biết, đó chính là 10 triệu. Xin mời. Lúc này hai người chơi của chúng ta Huy Cung và người vợ của mình Linh My đang có tiền thưởng là 6 triệu. Các bạn sẽ nâng lên là 16 triệu nếu lựa chọn đúng ở vòng này. Bây giờ còn hai công việc làm hóa đất sét và patin. Các bạn chọn công việc nào? Anh nghĩ là patin đi. Vì anh nghĩ là anh tìm được ra cái suy luận của anh. Thì ra nhìn hai chị cũng dễ nhận biết mà. Rồi, chọn luôn. Và patin. Patin. Một người chơi patin chuyên nghiệp hoặc là patin nghệ thuật, patin biểu diễn. Số 2 và số 3, hãy cùng xem đó là ai. Mời các bạn lựa chọn. Anh thì anh thấy số 3 hợp lý. Em thấy số 3 hợp lý. Thì là hợp lý hơn. Không sao. Chị anh đưa cho em quyết định thôi hả? Nè nha, nếu như chị số 2 mà có trượt á thì chị sẽ hợp hơn với bộ môn trượt băng nghệ thuật. Còn trượt patin với nón bảo hiểm, với băng tay, băng chân bảo hộ thì chị số 3 là phù hợp nhất. Với cái gương mặt đó, với cái cá tính đó thì tôi đang hình dung ra một cái bộ đồ chị mặc ở trên sân khấu này sẽ rất là cá tính và rất hợp với chị. Em thích patin lắm. Bạn thấy những người mà trượt patin này kia biểu diễn nghệ thuật á, trượt chơi cho vui thì em không biết, nhưng mà biểu diễn nghệ thuật có thường là những người sẽ hơi bé con tí xíu, hơi vừa người một chút xíu để có thể đu đeo lên những bạn diễn nam của mình này kia nọ nó dễ dàng hơn. Và đó là bạn số 3 thì sẽ hợp lý hơn là chị số 2. Em chọn số 3 là patin. Em chọn số 3. Với cương vị của một người đàn ông trong nhà thì em nghĩ rằng số 2 hợp lý, nhưng số 3 là một quyết định mà em nghĩ rằng là sau khi em suy luận rất nhiều thì em đưa ra kết luận cuối cùng đó là số 3. Số 3. Như vậy là chúng ta đã có quyết định cuối cùng từ người chơi, đó là vị khách số 3 với công việc là trượt patin. Bây giờ sẽ là kết quả. Chính xác. Còn bây giờ chúng tôi xin được mời hai vị khách cuối cùng bước lên phía trên ạ. Trước hết là cảm ơn hai chị em đã là những người đứng đầu tiên và cũng là cuối cùng. Khi mà đi giày cao gót như thế này đứng rất là mỏi, đúng không? Và em là một vận động viên trượt patin hay em là một người chơi patin thôi? Em có thể giới thiệu với mọi người được biết. Xin chào mọi người, thì em là vận động viên trượt patin. Thì hiện tại thì em không có biểu diễn nhiều nữa, nhưng mà em đi dạy các bé nhỏ. Em vận động viên chắc cũng tầm 7 đến 8 năm. Thực ra mà nói là trượt patin thì phải có nơi, có chỗ là để được chơi cũng như là để đảm bảo an toàn. Thì hiện nay ở thành phố Hồ Chí Minh thì có cái nơi nào như vậy không em? Thường thì em dạy các bé là tại nhà hoặc là ở những cái sân chung cư ở trong khuôn viên á anh, hoặc là công viên. Tại vì các bé khi mà học là sẽ có đồ bảo hộ các thứ. Và em nghỉ thi đấu lâu rồi, liệu bây giờ em có còn biểu diễn được không? Dạ chắc chắn là được. Vậy thì anh tin là các thành viên trong ban bình luận, hai người chơi, các quý vị khán giả đang rất chờ đợi để xem em biểu diễn. Vậy thì em hãy đi chuẩn bị nhé trước khi đến phần trình diễn của mình. Cảm ơn em rất nhiều. Còn bây giờ thì mới có dịp trò chuyện với chị. Dạ. Chắc là phải gọi bằng chị. Mặc dù tôi cũng không biết là bao nhiêu tuổi, nhưng mà tôi cứ lịch sự gọi bằng chị. Dạ. Dù tất nhiên tôi gọi phụ nữ bằng chị tôi cũng hơi ngượng một chút. Chị làm cái công việc này bao lâu rồi, và công việc này nó có cái gì thú vị, chị có thể chia sẻ với mọi người ạ? Dạ, em làm công việc này cũng trên dưới 10 năm rồi ạ. Công việc này thì ban đầu thì là của chị gái em. Chị gái em bắt đầu làm và truyền cảm hứng lại cho em, và em tiếp tục làm cũng gần 10 năm. Dạ. Gần 10 năm dạ. Rồi. Thực ra mà nói rất nhiều khán giả cũng giống như tôi, cũng chưa hình dung ra là cái làm hóa đất sét là như thế nào. Bạn có thể kể rõ hơn được không ạ? Dạ, tức là nếu mà anh thấy cái hoa thật nó như thế nào thì hoa đất sét nó gần giống khoảng chừng 80 đến 90% gì đó. Tức là hoa nào là hoa thật có thì là hoa đất sét nó cũng sẽ có. Và hoa đất sét đó thì dùng để làm gì, để cắm thay hoa như cả hoa giả cắm ở trong phòng, hay để trang trí ở trên trần hay như thế nào? Dạ, hoa đất sét thì nó cũng nhiều trang trí cũng có nè, trang trí trên trần hoặc là trên những bách rau thì cũng có, cắm chậu làm tranh,
Cũng nhiều lắm ạ. Không biết là bạn có mang tác phẩm nào đến đây không? À, dạ có ạ. Vậy thì chúng ta phải xem ngay thôi đúng không ạ? Nào, xin mời tác phẩm của bạn ạ. Xin được giới thiệu với quý vị những tác phẩm hoa đất sét. Nếu như hôm nay bạn không mang tới đây, tôi sẽ không thể biết đây là những bông hoa được làm bằng đất sét. Tôi sẽ kiểm tra nào, xem nó thế nào. Dạ, rất là mềm mại luôn ạ. Cái hoa mai này quá đẹp luôn mọi người không ơi. Không bao giờ dụng, trứng Tết không bao giờ dụng luôn. Nếu mà mới sờ vào, nếu người không biết sẽ tưởng đây là nhựa chứ không phải là đất sét. Anh ơi, giống và thật luôn cả cái phần đất nữa nè mọi người. Rất là đẹp luôn á. Làm thế nào để có được một cái chậu hoa đẹp mà nó lại bền như thế này? Nếu mà cái chậu hoa đất sét này, chậu mai này thì mình phải làm khoảng chừng 10 ngày mới xong được một chậu như thế này ạ. 10 ngày mới xong? Mình làm từng cánh hoa hết luôn ạ. Từng cánh rồi xong mình ráp lại, xong mình làm từng nụ mình ráp lại với nhau. Cái thời gian mà để sử dụng thì nó cũng bền lắm. Tức là mình có thể là sử dụng trên 5 năm luôn á. Trên 5 năm? Dạ. Đối với cái chậu này thì ở nhà mình đã sử dụng là được hơn 3 năm rồi. Năm nay nó là năm thứ tư rồi á. Năm nay là năm thứ tư. Mà nó vẫn còn mới tinh tươm á, đẹp ghê á. Trời ơi, gia đình chị đỡ tốn tiền mua hoa quá hả? Thật sự mà nói là khi nói đến hoa đất sét thì mọi người rất là sợ là nó dễ vỡ, dễ bể, khó bảo quản. Thế nhưng khi mà nhìn như thế này thì đúng là thật sự rất là tinh tế và rất là bền. Với những gì mà chúng tôi nhìn ở đây thì đây là một loại hình nghệ thuật rất là đẹp, rất là tinh tế. Nếu không tin, quý vị cứ tìm để tìm hiểu thêm. Và cảm ơn chị rất là nhiều, cảm ơn bạn rất là nhiều. Và chúc bạn sẽ có thật nhiều tác phẩm đẹp hơn nữa. Dạ em cảm ơn anh Trung ạ. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Và đây sẽ là phần trình diễn vô cùng đặc biệt. Không chỉ là vị khách số 3 của chúng tôi, mà còn có một em nhỏ thiếu nhi sẽ cùng biểu diễn. Hãy cùng xem, xin mời. Vừa đến với phần trình diễn vô cùng tuyệt vời của vị khách ở vị trí số 3, đó chính là một vận động viên trượt patin. Còn bây giờ hãy quay trở lại chương trình để đến với máy ATM và chiếc thẻ đã có 16 triệu đồng trong tài khoản cho vợ chồng Huy Cung và Linh My. Tên của cả hai em luôn nhá. Và các em sẽ đến với máy ATM, đưa thẻ vào trong máy, rồi sau đó kích hoạt bằng việc ấn một trong ba nút ở đây với ba màu vàng, đỏ và xanh với ba trạng thái tương ứng, đó là giữ nguyên tiền, cộng tiền hoặc trừ tiền. Chọn cái nào hoàn toàn là do tay của các em và do trực giác của các em. Đây là thẻ của các em. Chào mừng quý khách đến với ngân hàng của giác quan thứ 6. Các bạn sẽ phải ấn một trong ba nút để kích hoạt. Các bạn sẽ lựa chọn nút nào? Người nông trụ có gia đình kìa. Anh nghĩ là nút đỏ đi. Mời bạn. Giữ nguyên. Thật may cho bạn. Đã ít. Nếu như là chia đôi thì tôi lo vô cùng cho hạnh phúc của gia đình. Hơn ạ. Các bạn ra về với số tiền là 16 triệu đồng. Và tôi nghĩ cũng là một khoản tiền vừa đủ để cho vợ chồng vui vẻ, đúng không? Chúng tôi nói lời cảm ơn tới hai thành viên trong ban bình luận. Chúng tôi nói lời cảm ơn với quý vị khán giả luôn chờ đợi giác quan thứ 6 vào trưa chủ nhật hàng tuần trên VTV3 Đài Truyền hình Việt Nam. Và hãy nhớ chúng tôi sẽ quay trở lại vào 12 giờ trưa chủ nhật tuần sau. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.